Xin kính chào các cô bác và các anh chị quay trở lại với bài thứ hai, nghĩa là từ câu 13 đến câu 25 của 100 câu thi quốc tịch Mỹ năm 2022. Đây cũng là phần thứ hai các cô bác và các anh chị nha. Thì qua cái phần 1 đó thì tôi thấy rằng các anh chị cũng để lại những cái lời bình luận thật là có động lực, có nghĩa là khuyến khích tôi làm tiếp theo cái kiểu hiện thời, ý là cái việc tiếp cận học 100 câu thi quốc tịch này theo kiểu diễn giải chi tiết từng chút đó à, giúp cho các cô bác và các anh chị hiểu được bản chất của từng câu hỏi có nghĩa là người ta hỏi cái đó với mục đích gì và từ đó, đó nó làm cho mình ghi nhớ à, các câu rất là dễ dàng ngoài cái việc mình có thể thi được quốc tịch mình còn hiểu luôn cả về lịch sử Mỹ hệ thống công quyền Mỹ và hôm nay từ... Câu 13 đến câu 25 có nghĩa là tôi làm theo thứ tự từ câu 1 đến câu 100 không thay đổi gì cả cho nên là cô bác và các anh chị có thể tham khảo lại từng video một cách dễ dàng và trong cái loạt này đó câu 13 đến câu 25 là một trong ba video nói về hệ thống chính quyền Mỹ. Có nghĩa là cái hệ thống chính quyền Mỹ này nó kéo dài đến khoảng ba video và cái video này câu 13 đến câu 25 thì nó có khoảng 13 câu các anh chị 13 câu thì một câu hỏi một câu trả lời và với cái sự diễn giải chi tiết thì tôi cũng hy vọng rằng đó cô bác và các anh chị có thể tiếp cận cái việc thi quốc tịch Mỹ một cách dễ dàng và nếu như các anh chị cảm thấy đó cái cách mình diễn giải như thế này à, nó nó quá nhiều mình không muốn nghe mình muốn kiếm những cái kênh khác đơn giản hơn thì các anh chị chỉ cần đơn giản chuyển kênh sang các cái giáo viên khác hoặc là các youtuber khác nói về cái đề tài này một cách nhanh chóng để các anh chị nắm bắt được ha, còn cái kênh của tôi tôi cũng sẽ diễn giải chi tiết cho dù đôi khi các anh chị nói là tôi nói nhiều dài dòng gì đó, nhưng có nhiều người cần cái sự diễn giải chi tiết này cho nên là một là các anh chị thông cảm chuyển sang các kênh khác, tôi vẫn tiếp tục như thế. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu cái câu đầu tiên cũng là câu 13. Hôm nay chúng ta sẽ học là câu này các anh chị nghe thử trước. Name one branch or part of the government. Name one branch or part of the government. Rồi, bắt đầu câu là cái động từ name. Hồi trước đến giờ chúng ta biết uh, name nó là danh từ. What's your name? là tên của bạn là gì my name is thì lúc đó đó name là danh từ nó có nghĩa là tên còn đây đó cái từ name này bắt đầu một câu thì nó là động từ mà một câu bắt đầu bằng động từ đó là câu mệnh lệnh các anh chị mệnh lệnh có nghĩa là ra lệnh cho ai làm cái gì đó nói thì nó hơi nặng nề ha tôi lấy ví dụ như là open the door please thì đó là câu mệnh lệnh đó các anh chị là vui lòng mở cửa ra thì với những câu mệnh lệnh chúng ta thường thêm vào cái từ please để làm nhẹ nhàng cho câu mệnh lệnh nó tên là câu mệnh lệnh bởi vì ngữ pháp nó gọi là như thế nhưng chúng ta dùng hàng ngày đó các anh chị ví dụ look at me look at me hey look at me nhìn vào tôi này hãy nhìn vào tôi này hay là stand up please hay là sit down please thì lúc đó đó nó là những câu mệnh lệnh ý là câu bắt đầu bằng động từ đó là câu mệnh lệnh hay các anh chị mình dùng mỗi ngày cho nên không có gì nặng nề cả yêu cầu ai làm cái gì đó bảo ai làm cái gì đó nhờ ai làm cái gì đó thì mình vẫn dùng cấu trúc câu mệnh lệnh còn đằng này trong cái bài thi đó người ta nói name one branch or part of the government thì lúc này đó người ta kêu mình là hãy kể tên trong tiếng việt đó nó bắt đầu bằng hãy làm cái này hãy làm cái kia thì bảo một người nào đó hay bảo một nhóm người nào đó làm cái đó thì đó vẫn là những câu mệnh lệnh các anh chị name là hãy kể tên hay là hãy liệt kê ra ở đây có hai cái danh từ một là branch branch là một nhánh ở đây ví dụ như nếu là một cái cây đó thì chúng ta một cái cây nó có nhiều nhánh ra này nè các anh chị là một nhánh như vậy gọi là branch thì cái nghĩa bóng của nó ví dụ như là một công ty có nhiều cái chi nhánh người ta cũng gọi nó là branch chính phủ có nhiều nhánh thì cũng gọi mỗi nhánh là một cái branch thì ở đây name one branch hãy kể một nhánh cái từ thứ hai đó có thể dùng để thay thế cho từ branch này giống như từ đồng nghĩa trong tình huống này nó là part nó dùng âm a dài a par, 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 part 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 âm a rồi tới âm T liền part part name one branch or part là hãy kể tên một nhánh hoặc là một bộ phận of the of the government of 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 of, of 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 the of the government a g govern government government hãy kể tên một nhánh hoặc là một bộ phận của chính phủ thì như chúng ta đã biết như chúng ta đã biết khi chúng ta sống trong một cái đất nước tự do như Mỹ thì nó luôn luôn á là những cái câu cửa miệng thường ngày của chúng ta là nói về một chính phủ tam quyền phân lập. Một chính phủ tam quyền phân lập là sao? Nó bao gồm ba bộ phận lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập lẫn nhau, quyền hạn ngang nhau. Ý tôi muốn nhắc lại đó là cái câu cửa miệng mình nói hàng ngày là chính phủ Mỹ là tam quyền phân lập một cách rõ ràng. Chính cái việc mà chúng ta nói thường ngày cửa miệng đó, đó là chúng ta hiểu rồi, chúng ta biết câu trả lời nó là gì rồi. Bây giờ chúng ta chỉ ghép vô tiếng Anh mình chọn cái từ nào để trả lời đúng one range là một nhánh thôi các anh chị. Và trong đây đó, trong đây thật ra họ đưa cho mình đến 6 cái tùy chọn trả lời. 6 tùy chọn đó, đó nó cũng liên quan đến ba cái tam quyền phân lập đó. Thì bây giờ tôi giải thích cho các anh chị từng cái một. Cái thứ nhất là Congress con con hoặc là CONGRESS các anh chị bây giờ cái từ này nè tôi lấy cái phiên âm cho các anh chị ở cái từ bên dưới con âm a giữa nha o o con con cái âm ngờ giữa này nè ở giữa nó là âm ngờ âm ngờ chứ không phải là âm âm n cho nên là mình lưu ý một chút nhưng mà cho dù các anh chị phát âm nhầm sang cái âm n thì nó vẫn ra được cái từ này ha congress Congress, 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 con Nếu lỡ nhầm mà mình nói là con Congress thì cũng được. Tại vì Congress với là Congress thì nó cũng giống nhau thôi các anh chị. Nó giống như cái từ function, function là một chức năng. Mình nói chữ function thì nó nghe nó cũng được. Nó sai một chút cái chỗ là fun, function, function. Tại vì âm giữa nó là âm ngờ. Fun, function, function. Ở đây là congress. Congress, congress. Là quốc hội các anh chị ha. Thì ngoài cái từ quốc hội đó. Cái quốc hội đó thì nó còn thêm một cái lựa chọn để ám chỉ đến bộ phận lập pháp nữa, ha, lập pháp, hành pháp, tư pháp đúng không? thì lập pháp đứng đầu là cơ quan quốc hội, cho nên các anh chị chỉ cần chọn Congress thì người ta hiểu đó là quốc hội là cơ quan lập pháp rồi. cái từ thứ hai đó các anh chị, từ thứ hai mà đại diện cho lập pháp đó các anh chị là legislative, legislative nó phiên âm như thế này Đây các anh chị, âm này đó, âm này đó trong tiếng Anh đó thì người ta dùng là âm a uh, legislative, legislative. Còn trong tiếng Mỹ đó ở đây nó dùng âm a uh, legislative. Mặc dù mình đọc là native thì ở đây nó có một trọng âm phụ nhẹ thôi nha các anh chị, trọng âm chính nó vẫn nằm ở đây, legis, 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 j, 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 cái này đó nó biến thành âm d later later e e Còn mình nói theo tiếng Anh là lay later cũng được, later hay là later cũng được, nhưng mà tiếng Mỹ là legislative, legislative, legislative tùy theo các anh chị quyết định đọc ở đây là a hay là a. Thì khi nói legislative đây là thuộc về lập pháp thuộc về lập pháp có nghĩa là thuộc về quốc hội đó các anh chị thuộc về quốc hội nhưng mà tại sao ở đây lại dùng theo dạng là tính từ tại vì đó ở trên này đó người ta hỏi là name one branch hãy nêu ra một nhánh thì lúc này ở đây nè dùng cái tính từ legislative là để nói legislative branch là cái nhánh quốc hội là cái nhánh quốc hội là một nhánh của chính phủ còn hai cái tính từ còn lại nó cũng nói hai cái nhánh còn lại cũng là sử dụng hai tính từ luôn để mình ghép với từ branch để nói là một nhánh nhánh quốc hội hay là nhánh lập pháp hay là nhánh hành pháp hay là nhánh tư pháp thì lúc này tất cả mọi cái từ mà mình cần trả lời bên dưới đó là tính từ các anh chị nha tính từ bên cạnh cái tên của nó thì cái đầu tiên đó là congress hay là legislative nha các anh chị cái câu thứ hai đó, cái nhánh thứ hai của chính phủ đó là cái nhánh à, là hành pháp các anh chị, nhánh hành pháp mà đứng đầu là president, president thì lúc này nè nó có hai phiên âm, một á nhấn âm tiết đầu tiên nha các anh chị, pre, 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 pre pres, pre president, 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 còn cái cách đọc thứ hai đó là president, president, người ta đọc là âm giờ. Còn cái cách đọc thứ nhất là president. Cho nên là các anh chị nghe có người đọc là president cũng được thôi. President, president. Khi chúng ta nghe nhanh đôi khi chúng ta nghe cái âm giờ này nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta tập là president, president cũng được ha. President là tổng thống. À, nếu nói trong ngôn ngữ thông thường trong cuộc sống hàng ngày mình gặp president rất là nhiều như là chủ tịch câu lạc bộ hay chủ tịch công ty gì đó. Nhưng khi ám chỉ đến chính quyền thì đó là tổng thống. Thì trong cái nhánh tổng thống này nè các anh chị, trong nhánh tổng thống là nhánh về hành pháp, nhánh về hành pháp. Cho nên nó nó có cái tính từ thuộc về hành pháp, tính từ là executive branch là cái nhánh về hành pháp. Cái từ này phiên âm như thế này. nhấn vào âm tiết thứ hai ec, ec, có âm cờ đây exact executive -cu executive executive nhấn âm tiết thứ hai từ có bốn âm tiết nha các anh chị executive executive hay là cutive, executive 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 branch là nhánh về hành pháp cho nên ở đây đôi khi các anh chị chỉ cần chọn là president là được hoặc là ở trên là congress là được các anh chị ha và cái nhánh thứ ba thuộc tam quyền phân lập đó là the courts the courts cái court này nè các anh chị là âm đầu âm giữa đó là âm o dài o dài có nghĩa là o hai chấm này ha rồi đó tới âm tờ Thậm, ở đây đó ở đây nó có một âm r nhẹ nữa nhưng mà đôi khi trong phát âm bình thường mình bỏ cái âm r ra or core, court courts nếu nó không có âm s mà ở đây đó courts được viết ở dạng s cho nên đó, số nhiều thì lúc này mình thêm âm s vào court mình giữ hơi âm t lại courts court. the courts the courts the courts là các tòa án các tòa án á, là đại diện cho cái bộ phận hay là cái nhánh về hành pháp thì cái tính từ của nó đó cái tính từ của nó nằm đây nè các anh chị đây judicial judicial branch judicial branch là cái nhánh về tư pháp nhánh về tư pháp nha lập pháp hành pháp tư pháp thì tư pháp được phiên âm thế này âm u dài ju ju nhấn âm thứ hai judicial show 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 judicial 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 branch là cái nhánh về tư pháp hay như vậy thì những cái câu cửa miệng hàng ngày của mình tam quyền phân lập À, lập pháp hành pháp và tư pháp đại diện là quốc hội tổng thống và các cái tòa án thì lúc đó mình biết rồi nhưng mà trong cái câu hỏi người ta yêu cầu mình là kể tên name one branch là kể tên một nhánh thôi mà một nhánh như vậy thì mình chỉ còn chọn congress 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 mình nghe thử congress con congress Congress. 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 Lỡ nói nhầm sang con Congress thì cũng được các anh chị ha. Âm n với âm ngờ ở đây đôi khi nó cũng không làm biến đổi cái từ này lắm. Congress là quốc hội nha các anh chị. Name one branch thì mình chỉ cần nêu lên quốc hội là được. Bây giờ mình sang câu hỏi thứ hai. Rồi. Mình nghe thử trước What stops one branch of government from becoming too powerful? Rồi, what stops one branch? Cái điều gì ngăn cản, cái điều gì giúp ngăn ngừa hay ngăn cản một nhánh, một nhánh, nhánh nhà các anh chị của chính phủ? Cái điều gì giúp ngăn ngừa hay ngăn cản một nhánh của chính phủ để nó không trở nên quá uh, quyền lực? có nghĩa là mình có ba nhánh của chính phủ như vậy thì cái điều gì giúp ngăn ngừa ngăn không cho một nhánh nào đó nó trở nên quá quyền lực nó lấn át các cái nhánh khác để cuối cùng nó lái đất nước đi theo một cái hình thái nào đó mà nó không còn là một đất nước với cái nền dân chủ tự do nữa thì làm sao như vậy thì nước mỹ có cái gì có thể ngăn cản cái việc đó Ví dụ như mình có là lập pháp, hành pháp và tư pháp, làm sao để ngăn cản cái nhánh hành pháp nó trở nên quá quyền lực, nó muốn làm gì thì làm thì lúc đó đó tự nhiên cái đất nước được lái theo ý chí của cái người đứng đầu có khi là tổng thống chẳng hạn, thì lúc đó tự nhiên cái bắt đầu đó đất nước nó không còn là dân chủ nữa thì như vậy đó là không đúng. Cho nên đó, câu thứ hai này ám chỉ cái việc đó. Bây giờ chúng ta cùng phân tích từng cái một nha các anh chị. Rồi What stops? Tại sao ở đây động từ stops có s? Tại vì đó là what là đang hỏi cái điều gì đang đại diện cho ngôi thứ ba số ít mà ngôi thứ ba số ít thì động từ chia với ngôi thứ ba số ít phải thêm s. Chữ stop đọc có s stops. What stops one branch? One branch of government. What stop one branch? Branch one range of government government from becoming 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 to powerful power p p p, pow power powerful fo cái âm cuối này đó các anh chị là powerful chữ fo nha powerful powerful Phờ. mình thấy âm ơ mình tưởng là phò phơ phơ gì đó, đừng có cố gắng tưởng tượng ra cái cách đọc cái âm ờ này nè mà đi cùng với âm l phía sau đó thì lúc nào nó cũng đọc sang cái âm ồ ồ ở đây đọc là phờ. ví dụ như là đẹp là beautiful, đừng đọc là beautiful hoặc là gì khác ha beautiful beautiful ví dụ cái gì mà à, xấu quá mình nói là awful awful à, các anh chị cái từ mà đẹp đi trái nghĩa với nó là awesome ha còn xấu quá thì awful awful full full wonderful wonderful beautiful powerful pow power powerful từ có ba âm tiết nha nhớ chữ full powerful, powerful ở đây tại sao đó ở đây tại sao uh, from becoming tại vì sau cái giới từ from á, là động từ phải thêm in cho nên á, là ở đây nè các anh chị ở uh, uh, one branch of government stops stop something hay là somebody from doing something cái cấu trúc này nè các anh chị ha là stop somebody or something là nó nằm ở đây ha stop somebody or something from doing something nhớ cấu trúc stop somebody hay là something. Rồi. from doing something. Các anh chị nhớ cấu trúc mà dùng cho chính xác cho nên á, cái cấu trúc á là from Doing something Cho nên là các anh chị ở đây Bất kỳ động từ gì đưa vào sau from á, Thì các anh chị cũng phải dùng thêm in cả Cho nên là stop somebody from doing something Là ngăn ngừa ai Hay là ngăn ngừa cái thứ gì đó Làm cái gì đó Ngăn ngừa ai làm thứ gì đó Có nghĩa là ngăn cản không cho phép người ta làm cái đó Đúng không? Là cái cấu trúc nó có nghĩa như thế Thì ở đây nè Stop one range of government Hay là stop him Stop him là somebody còn cái này one branch of government là là something đúng không thì mình thay vào có nghĩa là cái bản thân cái một nhánh của chính phủ nó cũng có thể làm được cái này làm cái kia thì stop somebody or something from from doing something mà ở đây đó doing gì là becoming too powerful ha, đúng cái cấu trúc như thế cho nên khi mình học một câu bất kỳ nhận diện ra cấu trúc để từ đó đó để từ đó mình nói đúng theo cấu trúc đó Mình viết đúng theo cấu trúc đó Thì nó đúng Nha. Yeah. Nhưng mà vì sao mình biết cấu trúc Tại vì đó mình phải học cấu trúc Cho nên là các anh chị cái vốn của mình có bao nhiêu cấu trúc rồi Hay là không có cái nào Đôi khi các anh chị chỉ có vốn từ thôi Còn vốn cấu trúc mình không có bao nhiêu cả Cho nên nó gặp cấu trúc nào cũng không nhận diện được Đôi khi đó hỏi Ủa tại sao đây là becoming Tại sao lại vô lý như thế hay là gì đó Nhưng mà mình không nhận diện ra được cấu trúc Nha. Yeah. Như vậy thì đó Cái ý nghĩa ở đây là cái gì có thể ngăn cản một nhánh trở nên quá quyền lực thì như vậy nó mất cân bằng đúng không? Rồi bây giờ xem cơ câu trả lời làm sao. Mình nghe thử trước nha các anh chị. Checks and balances. Rồi. Checks and balances. Ở đây là hai danh từ mà hai danh từ ở dạng số nhiều. Ở đây các anh chị, cái ý nghĩa đó, cái ý nghĩa là ở Mỹ với cái nền dân chủ đó đó là nó có một cái hệ thống nó gọi là system of checks and balances là hệ thống kiểm soát và đối trọng lẫn nhau Kiểm soát và đối trọng lẫn nhau Để chi có nghĩa là cái nhánh nào đó Muốn làm cái gì cũng phải thông qua cái nhánh kia Và cái mỗi một nhánh như vậy đó Nó cũng có nhiều cái lớp lan Có nhiều cái ban bệ Để cuối cùng nó cái nhánh đó mà muốn làm đó Thì cũng phải thông qua rất nhiều cái lớp lan đó Để cuối cùng đó là cái hệ thống kiểm tra và đối trọng này nè là tạo sự cân bằng quyền lực giữa ba nhánh của chính phủ này nè và nó luôn luôn đảm bảo cái nền dân chủ hoạt động đúng, luôn luôn hoạt động theo ý chí của dân, có nghĩa là của đông đảo đa số người dân mà không bị một bộ phận nào thao túng hết. Như vậy thì the system of checks and balances này đó nó đóng vai trò rất lớn trong cái việc là tạo ra một cái sự cân bằng trong cái nền dân chủ. Thật ra ở đây đó các anh chị mình có thể chọn trả lời một trong hai kiểu. Đây là các anh chị ha. Một á là checks and balances mà mình không cần phải nói là system of checks and balances đâu, chỉ cần nói cái cụm này là được checks and balances. Cái thứ hai đó là separation of powers. Separation, separation of powers có nghĩa là sự phân quyền là sự phân chia quyền lực mỗi một nhánh mỗi một nhánh trong cái tam quyền phân lập đó các anh chị đều có những quyền lực riêng ví dụ như là quốc hội có quyền đưa ra luật có quyền lập pháp đúng không quốc hội thì có thượng viện và hạ viện mỗi khi muốn đề xuất một cái luật gì đó nêu ra cái luật xong rồi phải trình lên cái bộ phận hành pháp là đứng đầu là tổng thống để tổng thống ký duyệt thông qua đúng không? Có nghĩa là quốc hội được quyền đề xuất ra những cái dự luật theo ý của mình mà trong quốc hội thì phân chia nhiều nhiều cái đại biểu mỗi đại biểu có ý riêng rồi phân chia theo nhiều đảng phái riêng có nghĩa là hai đảng đại diện ví dụ như thế thì đó phải thông qua hết tất cả mọi người thống nhất lên một cái dự luật là một chuyện rồi là theo ý chí của rất nhiều người trong quốc hội rồi nhưng mà cuối cùng phải gửi qua bộ phận hành pháp để làm chi để ông tổng thống đó ổng xem xem có ổng có cảm thấy cái điều đó là đúng hay không thì như vậy đó coi như bộ phận hành pháp á, là cái người kiểm tra lại những cái gì mà quốc hội đề xuất nếu tổng tổng thống mà thấy những cái ý chí như vậy đại diện cho ý chí của người dân được và phù hợp thì ổng ký thông qua cái dự luật đó ổng có thể không đồng ý bằng cách phủ quyết thì khi ông phủ quyết như vậy thì cái dự luật cũng sẽ không được thông qua nhưng mà sau đó quốc hội cũng có những cái cơ hội khác ví dụ như lấy cái số phiếu bầu à, cao hơn chẳng hạn thì lúc đó nó thuộc về chính trị tôi không nói với các anh chị nhiều ha thì lúc đó đó luật cũng được thông qua à, tuy nhiên đó là bộ phận À, lập pháp đưa ra thì tổng thống á, lúc này được quyền ký có nghĩa là ký thông qua hoặc là phủ quyết nếu không đồng ý thì lúc đó là kiểm kiểm soát đối trọng lẫn nhau các anh chị rồi ngược lại quốc hội cũng có quyền phủ quyết ngược lại ý của tổng thống rồi sau đó khi đưa cái dự luật vào trong cuộc sống đó thì lúc này đó có nghĩa là à, người dân bắt đầu thực thi những cái luật giống như vậy có nghĩa là thực hành theo những cái luật được đề ra như thế rồi nếu không được đó thì người dân được quyền khiếu kiện được quyền khiếu kiện bắt đầu thông qua cái hệ thống tư pháp, luật sư sẽ bào chữa những cái mà à, trong cuộc sống hàng ngày người ta làm như vậy đó có 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 hợp lý hợp tình hay không thì thông qua cái việc tranh luận giữa công tố và luật sư đó để cuối cùng đó hai bên tranh luận lẫn nhau thì lúc này nè là hệ thống tư pháp mới quyết định nó cái nào là đúng, quyết định cái nào là đúng như vậy thì cái ngành tư pháp hoàn toàn có thể quyết định ngược lại đó là luật có đúng hay không hay là người dân sai hay là hành xử của bộ phận hành pháp nó sai rồi cuối cùng quốc hội nó dựa vào những cái đó lại tiếp tục điều chỉnh những cái lỗ hỏng của mình có nghĩa là cái quá trình đó lại bắt đầu từ đầu như vậy thì đó là tam quyền phân lập rất rõ ràng mà không có bộ phận nào hơn bộ phận nào cả các anh chị ha như vậy thì thông qua hai thứ một là checks and balances kiểm soát và đối trọng lẫn nhau thứ hai là separation of powers là phân quyền hay là phân chia quyền quyền lực để đảm bảo được là đảm bảo được là stops one branch of government from becoming too powerful à, ngăn ngừa một cái bộ phận nó trở nên quá quyền lực để nó làm hư cái nền dân chủ thì như vậy đó các anh chị chọn cái đầu tiên để trả lời checks and balances mình đọc thế này cái từ check đó các anh chị bắt đầu bằng âm ch, 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 -ch giống như chữ teacher hay là kitchen chin 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 check check âm cờ cuối check check rồi giữ hơi âm cờ lại check check check, check. giữ hơi âm cờ nha xì ra mess thì cái phát âm đó nó nó mới đúng checks and balances balance balance balances. balances balances cuối có âm sờ nữa nha balances thiếu âm sờ cuối là sai checks and balances. Cứ bình tĩnh trả lời rõ ràng từng âm một. Checks and balances. Hay là chọn cái thứ nhất để trả lời là kiểm soát và đối trọng lẫn nhau. Hay bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo. Mình nghe thử các anh chị. Who is in charge of the executive branch? Rồi, ở đây nó đề cập đến executive branch. Executive branch là cái nhánh hành pháp. Hồi nãy cái từ executive là mình học rồi executive. Hồi nãy tôi phiên âm theo kiểu âm cờ nó hơi bị sai một chút các anh chị ha. Lẽ ra nó là âm g mới đúng. exact executive. executive executive. Đọc thì vẫn như thế, đọc vẫn như thế ha nhưng mà nhớ là chữ e nó là âm g. exact executive branch. Executive branch là cái nhánh hành pháp who is in charge of the executive branch. Tại sao chỗ này đọc là the, the Mạo từ the Đứng trước một danh từ bắt đầu bằng nguyên âm Thì đổi lại đọc thành the Nguyên âm ở đây là it nè các anh chị Âm đầu tiên là âm it, a, it, it The executive branch à Rồi Ở đây chúng ta có một cấu trúc mà mình cần lưu ý To be In In charge Of something To be in charge of something nhớ mọi cái đều phải tuân theo cấu trúc cho nên á vốn cấu trúc các anh chị có bao nhiêu rồi mới là vấn đề lúc này chúng ta mới có thể nói được tiếng anh nha vốn cấu trúc nha Vốn từ vựng là một chuyện, vốn từ vựng là cái vô cùng cơ bản trong cuộc sống. Có vốn từ vựng cao cũng không nói được tiếng Anh đâu. Nhìn cái từ thì biết đấy nhưng mà không nói được ha. Thì một trong những cái vốn mà các anh chị cần phải có mà đứng thứ hai trong danh sách là vốn cấu trúc. Vốn đầu tiên là vốn câu nha các anh chị, vốn cấu trúc. Như vậy thì to be, to be thì nó có gì? M is -E are, đúng không? Em is or Em đi với I, I am Is là he is, she is Còn are là you are, đúng không? To be in charge of Nhớ nguyên cái đó In charge of To be là is nè Who is Chứ mình đâu có nói là who are, đúng không? Mà là Who is in charge of In charge of Là to be in charge of Who is in charge of The executive branch Là cái cấu trúc này để nói là là chịu trách nhiệm về cái gì đó. Chịu trách nhiệm về cái gì đó, mình có cái vốn cấu trúc này, ai đó nói to be in charge of something là mình biết là chịu trách nhiệm về cái gì đó. Là cái cấu trúc đó mình nhận diện ra ý nghĩa liền. I am in charge of the uh, marketing department. Tôi phụ trách về uh, bộ phận marketing. To be in charge. I am in charge of the marketing department. He is he is in charge of cái gì đó. He is in charge of. Thì lúc đó, đó người ta dùng he is in charge of. Mình nghe cái in charge of thì lúc đó mình biết là a à, đang ám chỉ đến cái ý phụ trách rồi. Như vậy thì cái cấu trúc như vậy nó được dùng trong rất nhiều câu từ khác nhau mà mình có cái vốn cấu trúc rồi thì mình có thể nhận diện ra khi người ta nói cái câu đó mà không cần phải lắng nghe từng từ. Ý nghĩa là như thế đó các anh chị. Cho nên học mỗi câu nhận diện cấu trúc rút ra nha. Who is in charge of the the gì đó, the gì đó thì phía sau ở đây the executive branch. Nha. Yeah. Như vậy thì ai sẽ là người đứng đầu bộ phận hành pháp đây? Bây giờ chúng ta qua câu tiếp theo. The president. The president. President. Chúng ta nghe cái cô này nói đó là đôi khi chúng ta nghe cái âm giờ ở giữa các bạn nghe lại the president chúng ta nghe chậm chậm lại the president yeah, âm giờ nó hơi lai lai một chút không sao cả nhưng cách chúng ta học hôm nay là the president s s s president the president prayer prayer -pre -the, the president the president the president là tổng thống khi mình nói đến tổng thống của quốc gia mình mình thêm cái mạo từ the nữa trong nhiều tình huống có khi người ta bỏ cái mạo từ the đó đi tuy nhiên đó nếu mình ám chỉ đến tổng thống của quốc gia mình mình dùng the president mình nói chữ president không thì không ai biết ha mình nói chữ the president là đang muốn ám chỉ cái, cái mà tôi muốn ám chỉ cái người mà chúng ta đều biết đó the president the president như vậy thì ai là người đứng đầu bộ phận uh, hành pháp là tổng thống các anh chị ha rồi ai là người đứng đầu bộ phận lập pháp hay là tư pháp gì đó thì lúc đó mình tính sao? Mà lập pháp là quốc hội nãy mình biết rồi, đúng không? Rồi còn bộ phận uh, tư pháp là các tòa án nha, đứng đầu là Tối cao Pháp viện. Bây giờ mình tiếp theo các anh chị. Rồi, nghe thử. Who makes federal laws? Rồi, who makes? Ai làm ra? Làm ra cái gì đó? làm ở đây đó mang ý là sáng tạo ra thứ gì đó có nghĩa là tạo ra một cái gì đó mới nha các anh chị thì mình dùng động từ make còn nếu như làm cái việc gì đó bình thường thôi thì mình dùng động từ do do là làm những việc thường ngày mình biết rồi còn make là tạo ra thứ gì đó ở đây đó luật thì tạo ra cái mới đúng không thì lúc này người ta dùng động từ make who make make mà động từ make đi với who là ngôi thứ ba số ít người ta muốn ám chỉ ai ở đây là ngôi thứ ba số ít cho nên mình thêm s vào who makes make a may makes who makes federal federal laws federal laws à, trong cái video thứ nhất của tôi đó à, có nhiều người có một người có một người và nói là phát âm gì chữ lo bị sai không phải sai đâu các anh chị tôi đã nói rồi ngay ngay trong vài phút sau đó đó tôi nói cái giọng tôi nó dễ bị lai tiếng anh có nghĩa là ngày xưa xuất phát là tôi nói tiếng anh sau này tôi nói tiếng mỹ nhiều hơn ở đây đó, tiếng anh đó, tiếng anh nó được phiên âm thế này là các anh chị âm ô dài à, âm ô dài nó là or lore 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 cho dù có thêm s đi nữa nó thêm âm giờ laws lore laws 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 thì lúc đó đó or lore đó là giọng anh còn giọng Mỹ là A, Law, 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 Law. Cho nên cái âm A dài của Mỹ với cái âm O dài của Anh á, cái gì mà A dài của Mỹ thường là tiếng Anh là dùng âm O dài. Và ngược lại cái gì mà tiếng Anh dùng âm O dài thì khả năng cao là tiếng Mỹ dùng âm A dài. Rồi quay lại cái cụm từ này đọc là federal Federal, 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 Federal Laws, Laws laws âm cuối làm giờ laws laws nhưng mà tôi khuyên là các anh chị chỉ cần xì nhẹ nhẹ thôi âm giờ hay âm s gì đó chỉ cần xì nhẹ nhẹ thôi mình biết đó là âm giờ rồi nhưng không cần phải bố cáo với thiên hạ tôi đang nói âm giờ đâu ha cho nên nói nhẹ thôi laws laws federal laws đôi khi theo thói quen tôi nói chữ laws cho nên các anh chị cũng đừng cảm thấy điều đó mà nói là sai này sai nọ ha, chẳng qua là tôi có thói quen laws theo kiểu này thôi. Dạ, yeah. laws, federal laws, laws. Who makes federal laws? Ai là người tạo ra luật liên bang? Ai là người tạo ra luật liên bang? Các anh chị, các anh chị nghĩ xem mình biết câu trả lời rồi đúng không? Bây giờ mình xem câu trả lời nào. Congress, con, Congress. Đọc lại lần nữa, Cong, a, ca, con, a, con, con. Congress. 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 Ha. Thì ở đây nè, ở đây nè các anh chị, ở đây nè. Để trả lời cho câu hỏi này, một á, một á cũng là câu hỏi, câu trả lời mà mình chọn đầu tiên á là Congress, là quốc hội ha. Nhưng cái thứ hai đó là Senate and House. Senate and House là lưỡng viện của quốc hội là Senate là thượng viện hay là thượng nghị viện. Thứ hai là House of Representatives. House of Representatives đến cái từ này nằm bên dưới tôi sẽ diễn giải cho các anh chị. Tuy nhiên là Senate và House of Representatives cũng có thể tạo ra luật được. Hay là hai cái bộ phận này của hai cái nhánh của quốc hội cũng có thể đề xuất được luật. Một là mình nói quốc hội là nói chung. Cái thứ hai là mình trả lời là thượng viện hoặc là hạ viện với hạ viện mình nói senate and house cũng được rồi nhưng mà nói house of representatives thì nó hay hơn nhiều nó đầy đủ hơn nhiều ha rồi cái thứ ba đó là us or national legislature 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 là danh từ nó là ngành lập pháp ngành lập pháp mà của liên bang hay là quốc gia người ta nói us cũng được us thì cũng đại diện cho cái từ national National là quốc gia đang nói ám chỉ đến là ngành lập pháp của quốc gia hay là US Legislature là ngành lập pháp của Hoa Kỳ nha các anh chị thì đó ba cái câu trả lời này mình chọn cái đầu tiên cho nó đơn giản là Congress Congress các anh chị ha đó ai là người làm luật của liên bang ai là người làm ra luật của liên bang thì mình nghĩ ngay đến quốc hội là được rồi tại vì đó Quốc hội là đại diện cho cơ quan hành pháp thì trong đây còn nhiều chi tiết nhưng mà mình không cần phải quan tâm lắm các anh chị nha. Mình nghe thử câu tiếp theo. What are the two parts of the US Congress? Rồi, hồi nãy mình cũng có đề cập ha. What are the two parts of the US Congress? Là hai bộ phận, hai bộ phận của cái US Congress là Quốc hội Mỹ là gì? hay là kể tên hai bộ phận của quốc hội Mỹ nha. Yeah. Ở đây người ta bắt đầu câu hỏi bằng what are the two parts. Ở đây có một cái mạo từ the ở đây nè các anh chị. Người ta nói what are the two parts. Thì thật ra quốc hội chỉ có hai nhánh thôi, cho nên ở đây là dùng cái the two parts. Hỏi như thế này là mình biết có hai nhánh là không có thêm nhánh nào nữa. Còn nếu người ta không dùng cái mạo từ the này, what are two parts of the US Congress. Thì lúc này đó mình hiểu đó. lúc này nha, lúc mà bỏ cái mạo từ đó đó thì lúc lúc này là mà khi mình đọc cái câu hỏi mình hiểu được là đó trong cái US Congress nó có nhiều cái nhánh, nhiều cái bộ phận mà kể tên hai cái thôi. Nhưng mà unfortunately không may thay là chỉ có hai nhánh thôi ha, có nghĩa là chỉ có hai nhánh thôi cho nên ở đây người ta dùng cái mạo từ the đó các anh chị. What are the two parts? Có hai cái, kể luôn hai cái, kể luôn hai bộ phận of the US Congress. Ha, kể ra hai bộ phận. Như vậy thì hai bộ phận đó là gì? Bây giờ mình xuống đây. Mình nghe thử các anh chị. The Senate and House of Representatives. Rồi. The Senate. 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 Là thượng viện hay là thượng nghị viện. Cái thứ hai là house of, house of, đọc vào, dính vào luôn cũng được. House of, house of, representative, repre, repre, representative, representative. Tại sao tôi đọc là native? Tại vì trong tiếng Mỹ đó các anh chị, âm N này nè, đi trước âm thờ đó, thì gọi là nó nuốt luôn âm thờ cũng được. Cho nên đọc là representative, representative native. Còn cái âm t này nè biến thành âm the representative. Represent 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 pre, present present representative. 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 Representatives. Representatives. Ở đây có thêm s nữa bởi vì đó là hạ viện đó là bao gồm rất nhiều dân biểu cho nên là representative là một người đại diện là một dân biểu đúng không? Rồi thêm s vào là hạ viện nó bao gồm nhiều dân biểu cho nên cuối cùng đó representatives, representatives phải thêm s vào như vậy thì trong quốc hội có hai nhánh như vậy thì người ta gọi đó là quốc hội dạng lưỡng viện các anh chị lưỡng viện là có hai cái nghị viện thì nhiều quốc gia à, tư bản đó các anh chị nhiều quốc gia tư bản có cái nền dân chủ mà cao đó thì lúc đó đó người ta theo cái quốc hội lưỡng viện à, tuy nhiên nó có những cái quốc hội có những cái quốc gia mà theo quốc hội một viện thôi đó thì nó sẽ có một cái là đôi khi đôi khi một viện á họ họ chưa có kỹ càng họ chưa có cẩn thận trong cái việc là làm ra cái luật này làm ra luật kia rồi cái cuối cùng nó không có cái viện kia kiểm tra lại để thông qua luật đó thì cuối cùng nó luật nó cũng không có được kiểm soát cho nên là cái những cái quốc gia mà có quốc hội lưỡng viện thì nó cũng tốt hơn ví dụ như là mỹ anh pháp đều là có quốc hội lưỡng viện cả hay các anh chị việt nam mình thì quốc hội chỉ có một viện thôi cho nên là cái điều đó nó khác tôi không bình luận về cái chuyện tốt hay xấu chỉ nói là việt nam là quốc hội một viện còn mỹ anh pháp là quốc hội lưỡng viện mà thượng nghị viện đọc là senate senate hay là thêm mạo từ the là the senate the senate senate ở phía sau đọc thành âm ơ luôn nha các anh chị net à, n net hoặc là đọc thành âm y ngắn y ngắn đọc là i Net senate senate đọc cái nào cũng được. Đôi khi trong một câu nó có dùng hai từ giống nhau senate. Phía trước mình đọc senate, sau đó mình đọc senate cũng không ai nói gì cả. Tại vì hai âm này uh, âm chính là âm y ngắn là y yeah, yeah. nhưng mà nó rất dễ biến thành cái âm ờ uh, ờ uh, là âm swa là âm gió. Senate, senate. The Senate and House of House of Representatives. Representatives. Chúng ta cố gắng đọc theo tôi chậm chậm để cuối cùng đó chúng ta đọc nguyên cái cụm từ này mà không bỏ từ nào hết mới hay. Mình nói house không thì không hay. Mà phải là house of representatives. Representatives. Repre representatives. 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 Cứ chậm chậm như thế các anh chị. Độ chính xác cần trước tiên rồi sau đó tốc độ sẽ tăng dần. The Senate and House of Representatives. Yeah, quốc hội, hai nhánh của quốc hội thì đó là thượng viện và hạ viện nha yeah, các anh chị. Mình nghe thử. How many US senators are there? How many? How many? Ở đây chúng ta có uh, dĩ nhiên US ở đây đóng vai trò là tính từ, tính từ bổ nghĩa cho một danh từ ở phía sau, US senators. Senators là senator là danh từ. Uh, của cái senate cho các anh chị, senate là thượng viện đúng không? còn senator là thượng nghị sĩ. cái đại biểu mà ở trong thượng viện thì gọi là thượng nghị sĩ, còn uh, đại biểu mà trong cái house of representatives là hạ viện đó các anh chị là hạ nghị sĩ hay mình còn gọi là dân biểu quốc hội ha. ở đây us senators cái cái từ này đó đọc là senator senator hay là senator 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 tiếng Mỹ Senator 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 Senator, uh, 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 senator. thêm s vào nữa nó biến thành âm giờ Senators 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 How many U.S. Senators are there? Are there? Cái câu hỏi này nó uh, à, từ cái cấu trúc là there are có bao nhiêu đó mà không muốn ám chỉ đến sự thuộc về sự sở hữu của ai ví dụ mình nói sự sở hữu là i have a car là tôi có một chiếc xe hơi đúng không tôi có một chiếc xe hơi thì lúc này mình dùng động từ là have i have a car cái mình nhìn thấy phía trước nhà có một chiếc xe hơi cái mình nói là have a car in front of a house thì lúc này nè đúng không các anh chị sao mà nói have a car được have a car là ai đó sở hữu chiếc xe đó i have a car nhưng mà khi mình muốn nói có cái gì đó mà không thuộc sự sở hữu của ai cả, mình dùng cấu trúc là there is hoặc là there are. There are là muốn nói đến cái danh từ số nhiều, còn mình muốn nói có một chiếc xe mình nói there is a car. There is a car in front of the house. In front of in front of the house. Có một chiếc xe ở trước nhà, là nó đâu thuộc sự sở hữu của ai đâu là mình dùng cấu trúc there is hoặc là there are. There are Many cars in front of the house. Là có rất nhiều xe hơi ở trước nhà. There are là đi với danh từ số nhiều. Ở đây là cấu trúc there are. Cho nên khi đưa vào câu hỏi how many thì lúc này nè đảo động từ to be ra phía trước there là are there. How many are there? Là có bao nhiêu nha các anh chị. Thì đó câu trả lời bắt đầu bằng there are gì đó ha. Còn không thì trả lời danh từ không cũng được. Thì trong cái câu này nè, how many US senators are there? là có bao nhiêu thượng nghị sĩ hay là ở Mỹ hay là nước Mỹ có bao nhiêu thượng nghị sĩ các anh chị ha. Bây giờ mình xem. 100 100. Nhớ là thượng viện đó các anh chị chỉ có 100 100 thượng nghị sĩ thôi. 100 thượng nghị sĩ là đại diện cho 50 bang, mỗi bang có hai thượng nghị sĩ và con số này là cố định các anh chị ha. Nhớ là thượng viện có 100 thượng nghị sĩ, 100 thượng nghị sĩ thôi. Và bầu thượng nghị sĩ thì 6 năm một lần. Nhớ con số là thượng thượng viện. 100 thượng nghị sĩ và 6 năm bầu một lần. Thì tôi đoán là mọi người đều biết hết cái này rồi, cho nên là thượng nghị sĩ 100. Cái từ 100 này đó các anh chị, nó có cái âm đờ ngay giữa nè đa đa red 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 hundred 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 one hundred one hundred hundred mình nói one hundred 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 thì như vậy nó thiếu âm đờ giữa chữ red nó cũng bị sai mình dùng âm m red hundred hundred red 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 hundred one hundred one hundred one hundred là một trăm ha thượng nghị sĩ là 100, mình tiếp theo nào. We elect a US senator for how many years? Rồi, we elect we elect a US senator. Chúng ta bầu một thượng nghị sĩ, có nghĩa là chúng ta bầu từng thượng nghị sĩ một ha. Chúng ta bầu một thượng nghị sĩ for how many years? How many years? chúng ta bầu một thượng nghị sĩ trong vòng bao nhiêu năm các anh chị đó thì như hồi nãy tôi nói là mình bầu thượng nghị sĩ 6 năm ha một lần ha các anh chị ha cái từ này nè các anh chị đọc cái âm đầu tiên đó thì đọc âm y ngắn cũng được y ngắn là e e elect, elect elect cái chữ elect like á là có âm cờ elect 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 rồi tới âm tờ elect like là cái âm thờ là âm cuối cùng cho nên mình rơi âm xuống còn âm cờ chưa phải là cuối cùng mình giữ hơi lại elect elect we elect a U.S. senator a U.S. U.S. senator có nhiều bạn hỏi tại đây nè tại sao dùng là a U.S. a U.S. mà tại sao ở đây chữ u mà lại dùng ở tại vì đó các anh chị các bạn cứ nhìn vào cái từ mà phán đoán cho nên nó bị sai đây là các anh chị thấy là nó chữ u đúng không mình nói chữ u đại cho rồi đi nhưng mà nếu mình mình đọc cái phiên âm của nó mình đọc là chữ you chữ you bắt đầu bằng phụ âm hay nguyên âm các anh chị bằng phụ âm chữ you nó giống như chữ yes chữ giờ giờ nó là phụ âm trừ khi nó là chữ u u ví dụ như uber thì an uber an uber chứ không phải là a uber tại vì bản thân chữ u đó đó là nguyên âm còn khi nào mà nó được phát âm thành u thì nó là phụ âm nha các anh chị u là phụ âm bắt đầu bằng âm giờ mà cho nên bắt đầu bằng âm giờ us thì lúc này nó là phụ âm cho nên là a us chứ làm sao là an us được các anh chị cho nên á là nhớ a U.S. Senator. A là như thế nha. Là mạo từ a là như thế. A U.S. Senator for how many years? Years. 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 For how many years? Nha, yeah, chúng ta bầu một thượng nghị sĩ bao nhiêu năm một lần. Bây giờ chúng ta xem câu trả lời nào. Six. 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 Chữ six âm giữa đó là âm y ngắn là i, yeah, i, yeah s, s, âm cờ trước, s, k, giữ âm cờ lại, s, s, đừng đọc là sís sís thì nó sai, nó mất âm cờ, nó bị sai, s, s, sáu năm một lần, sáu năm một lần các anh chị ha, nhưng mà nguyên tắc để bầu thượng viện đó thì lúc đó đó đôi khi bầu với nguyên tắc 1 phần 3 gì đó chứ không phải là mỗi 6 năm cái bầu hết tất cả mọi thượng nghị sĩ lại một lần thì không đúng cho nên là tôi không nói về cái chính trị Mỹ nhiều tại vì các anh chị đó à, có lẽ là biết nhiều hơn tôi nữa cho nên tôi không giải thích cái đó ha nhưng mà cái việc bầu một thượng nghị sĩ là 6 năm một lần Nhớ về thượng nghị sĩ đó các anh chị là có 100 người thôi, 100 thượng nghị sĩ là đại diện cho 50 bang, mỗi bang 2 người, mỗi bang 2 người nha các anh chị ha rồi uh, và 6 năm bầu một lần nó con số nó cố định là 100 người 6 năm bầu một lần uh, mỗi bang hai người nha rồi tiếp theo nào who is one of your state's U.S. senators now rồi who is là ai là người gì đó các anh chị nhớ động từ to be đó nó chỉ mang nghĩa thì như thế nào hay là là gì đó thì sao là gì thì sao là gì khi nào muốn ám chỉ thì sao là gì thì dùng động từ to be who is ai là ai là ha mà câu hỏi bắt đầu bằng who là w h question w h là chữ w và chữ h đó các bạn cho nên gọi đây là w h question who is one of your states us senators now ở đây nè ha ở đây chúng ta có cái cụm danh từ là uh, your your States U.S. Senators Có nghĩa là đây là số nhiều đúng không? Senators ở đây là các thượng nghị sĩ Các thượng nghị sĩ Rồi, ở đây là States U.S. Senators Là thượng nghị sĩ của bang Thượng nghị sĩ của bang, đúng không? Bang của bạn Các thượng nghị sĩ bang của bạn mà ở đây cái câu hỏi là, who is one of your one of là một trong các nghị sĩ mà mỗi bang được nhiều người các bạn mỗi bang là hai thượng nghị sĩ bạn chỉ cần nêu lên một người thôi one of your one of your states US senators tại thượng nghị sĩ đó thượng nghị sĩ thì họ bao gồm luôn cái chữ US đặt trước đây luôn cho nó rõ ràng có nghĩa là US senators có nghĩa là họ là thượng nghị sĩ Mỹ Chứ không phải thượng nghị sĩ các nước khác Cho nên là khi nói đến thượng nghị sĩ Thì đôi khi chúng ta phải làm quen cái việc Là họ bao gồm luôn cái từ US đi các anh chị ha US Senators Rồi Mà Your States Your States US Senators Thì Your States ở đây phải S Có nghĩa là thượng nghị sĩ bang của bạn Rồi Tại sao ở đây đó Đây là của bạn rồi Đúng không? Của bạn rồi Nhưng mà bây giờ của bang của bang của bạn nói sao thì cái của bang của bạn đó những cái từ mà của bang đó thì lúc này nè người ta dùng cái phẩy s để thể hiện cái sở hữu cách có nghĩa là một dạng viết sở hữu cái gì của cái gì đó thì states US senators có nghĩa là thượng nghị sĩ Mỹ của bang mà bang của ai bang của bạn cho nên ở đây có tính từ sở hữu là your ở đây có cái sở hữu cách của từ states nữa các bạn ha là hai cái sở hữu Yeah, như vậy đó Thì tại sao Đôi khi mình nói tại sao lại rườm rà như vậy Đâu phải đâu các bạn Thượng nghị sĩ bang Thì thượng nghị sĩ của cái bang đó Mà bang đó là bang nào Bang của bạn Thì hai cái sở hữu là như thế Đúng không? Your states Nhớ cái âm xì ở đây nha các bạn Cái âm xì ở đây nè Thêm s ở đây nè Nó thêm một âm s nữa Your states Your states US Senators Nào Nhớ từng âm như vậy mình đừng có bỏ quên states US senators who is who is who is one of your states US senators now. Ai ai là một trong ai là một trong hai thượng nghị sĩ bang của bạn. Ai là một trong hai thượng nghị sĩ bang của bạn rồi bây giờ mình tìm câu trả lời nào. Đây ha. Thường á mình có 50 bang cho nên ở đây đó tôi không có để thượng nghị sĩ của bang nào bởi vì đó để một bang rồi thì nó cũng sẽ thiếu cái bang kia. Nhưng mà đó thông thường đó các cô bác và các anh chị mình vô cái trang uh, Senate .gov senate.gov này nè, senate.gov để mình tìm cái bang của mình thì mình sẽ bắt gặp hai cái thượng nghị sĩ thuộc bang của mình và mình chọn cái người nào mà tên dễ đọc nhất mình nói ra ha. Thì cái cách tìm là như thế, nhưng mà một khi đó đôi khi mình cũng mù mờ đôi khi các cô bác cũng mù mờ các anh chị cũng chưa có rành lắm về cái việc tìm không biết là mình tìm như vậy rồi có chắc hay không thế nào mình cũng đi hỏi người này người nọ cho nên là tốt nhất đó, tốt nhất một mặt là mình cứ tìm thử mình vào cái trang này mình tìm thử nhưng tốt nhất tôi khuyên là cô bác và các anh chị nên tìm một người nào đó trong cái bang của mình mà bạn bè thân thiết đó mình hỏi cho chắc mình hỏi cho chắc rồi mình nhờ người đó chỉ cho mình cái cách đọc tên luôn cho chắc Yeah. rồi xong sau đó đó khi đến đây là các anh chị khi dùng dùng cái chương trình này để thi nè các anh chị cứ đọc cái tên thượng nghị sĩ của mình tại đây cho dù mấy nó chấm sai thì cũng chẳng sao cũng chẳng sao mình có sai một câu mình vẫn luyện tiếp câu khác bình thường thôi nhưng mà đến lúc mà nó hỏi cái câu này thì các anh chị vẫn có cái câu trả lời chính xác mà bản thân mình biết chính xác rồi thế cho nên á là để tìm cái us uh, states us senators thì lúc đó mình vào cái trang web này mà tôi khuyên là các anh chị nên hỏi cái người nào đó mà biết về cái này, hỏi người ta cách đọc luôn ha, rồi mình đến câu tiếp theo. The House of Representatives has how many voting members? Rồi, hồi nãy hỏi về thượng viện, bây giờ đến hạ viện đây các anh chị. The House of Representatives, Representatives, represent, representatives has how many voting members? Has how many voting, voting members. ở đây đó cái từ voting members là những cái thành viên biểu quyết, thành viên biểu quyết có nghĩa là thành viên biểu quyết được nha. có những cái uh, uh, nghị sĩ đó uh, không có quyền biểu quyết. Uh, ví dụ như là ở District of Columbia thì không có quyền biểu quyết, hay là những cái vùng lãnh thổ khác chẳng hạn đảo Guam đồ này kia đó thì không có quyền biểu quyết. thì người ta hỏi là cái hạ viện, the House of Representatives represent representative representatives representatives has how many has nhớ âm gì ở đây has âm gì ở đây là âm giờ nè has how many how many voting vote o vote voting voting âm o chữ vote rồi đến chữ voting, voting 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 member member uh, 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 members members, voting members. Hạ viện có bao nhiêu thành viên biểu quyết? Ha, hạ viện có bao nhiêu thành viên biểu quyết? Bây giờ chúng ta tiếp theo nào. Rồi, 400 435 435 Cái con số nó cũng cố định ở trong hiến pháp ha các bạn là 435 thành viên. Thì đó à, thượng viện là 100, còn hạ viện đó là có nhiều đại biểu hơn là có 435 là có ban nhiều có ban ít là tùy theo dân số của bang Cho nên cái con số theo luật định là 435. 400 435. Đôi khi mình lỡ nói 400 and 35 cũng được mà bỏ chữ and đi cũng được nha các anh chị. 400 hundred, dread, 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 hundred, hundred có âm đờ four hundred, four chữ o này nè các anh chị làm o dài o, o, o mà tôi khi nói chữ lo là như thế lo là luật mà tôi nói theo giọng anh đó còn đằng này nó là giọng anh mỹ gì cũng là o dài nè four, four, o, o, four, four, o, four hundred đừng đọc là four, four cố gắng đọc một lần cho nó giống âm four hundred thirty thirty cái này là âm ơ dài ơ ơ ơ rồi cái âm này là âm tờ tờ đặt lưỡi giữa hai răng nói chữ tờ tiếng việt tờ 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 er tờ thirty 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 đừng đọc là thirty thirty ha mà là thirty thirty các cô bác ở Mỹ cũng cố gắng đọc y chang như thế đi nó dễ nghe hơn. Thirty, thirty, thirty five, five, I, five, 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 thirty five, thirty ngắm miệng lại tạo thành âm vờ, thirty five, four hundred, thirty 435. hundred, thirty five, bốn và nhớ là four hundred thì không có ms nha. 100, 200, 300, cái chữ trăm đó đó là không có MS 1.000, 2 000 cũng không có MS nha. Không có thêm S ở phía sau cho dù là nine hundred thì cũng là không có s nha các anh chị. Nine thousand chữ thousand không thêm s. Nine million chữ million không thêm s nha các anh chị. Chúng ta sang câu tiếp theo. We elect a u representative for how many years? Rồi we elect elect a u representative a US representative. Ở đây dùng số ít nha, là chúng ta bầu một à, đại biểu à, quốc hội, có nghĩa là chúng ta bầu dân biểu hạ viện đó các bạn, a US representative. Còn a senator là thượng viện đúng không? Thượng nghị sĩ. Đây là a US representative, không s nha, là chỉ một thôi. a US và nhớ tại sao là a US mà không phải an không? a US representative for how many years for how many years là chúng ta bầu một dân biểu quốc hội trong bao nhiêu năm thì chúng ta xem câu trả lời nè các anh chị là two 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 nhưng mà cái chúng ta cần nhớ đó các anh chị là uh, senator senator là thượng nghị sĩ là có 100 người 6 năm bầu một lần Yeah. Còn á, hạ nghị sĩ ở hạ viện là House of Representatives Là chúng ta bầu một dân biểu của hạ viện hai năm một lần Nhưng mà con số đông hơn thượng viện nhiều là 435 người nha yeah. Các anh chị đôi khi nhẩm nhẩm trong đầu à, Hạ viện bao gồm 435 người bầu 2 năm một lần à, Cho nên mức độ cạnh tranh trong hạ viện á nó rất là cao tại vì hai năm như vậy buộc người ta phải làm được rất nhiều thứ trong khi ở thượng viện tới 6 năm một lần cho nên các đại biểu cứ thủng thỉnh từ từ rồi đôi khi người ta sống thân với nhau giữa đảng này đảng kia đôi khi không còn phân biệt nữa có tình cảm với nhau tình cảm theo kiểu đồng liêu đồng nghiệp đó các anh chị còn cái mức độ cạnh tranh trong hạ viện rất là cao hạ viện tại vì hai năm một lần mà lúc đó đó đại diện cho đảng phái chính trị nó cũng cao hơn và trong vòng 2 năm đó thì người ta cũng không có thân nhau lắm cho nên là cái mức độ cạnh tranh ở hạ viện nó cao hơn nhiều ha. Nhưng mà hai năm bầu một lần các anh chị nhớ nha, 2 năm 435 người nha, còn cái kia là 6 năm và 100 người. Tiếp theo. Name your US representative. Rồi, ở đây nè các anh chị, name mình học cái động từ này rồi hãy kể tên hãy kể tên your US representative your US representative thì đó kể tên một cái đại biểu ở tiểu bang của bạn ha ở cái bang của bạn mà thật ra đó các anh chị có thể tìm một cái hạ nghị sĩ đó hay là một cái uh, dân biểu ở bang của mình bằng cái zip code đó các anh chị mình phải lấy cái zip code của mình rồi mình tra cứu trong cái trang này nè tra cứu trong cái trang house.gov vào cái trang house.gov này chúng ta gõ cái zip code vào để à, chúng ta tìm dân biểu ha bằng cách là gõ zip code nhưng mà tôi cũng khuyên các anh chị đó là nên hỏi cái người biết rồi mình ghi cái tên đó lại ghi cái tên đó lại nhờ họ chỉ cho mình cái cách đọc rồi đọc xong rồi nhớ cái đó luôn vào dùng cái chương trình này để trả bài name your US representative thì các anh chị có cái tên theo cái zip code à, của cái bang của mình là chính xác nhất nha. Rồi, nhưng mà ở đây người ta kêu name, name là hãy kể tên. Ở đây US representative là mình biết ngay là người ta muốn mình kể tên một dân biểu ở hạ viện mà đại diện cho cái bang của mình nha các anh chị. Rồi. Mình nghe tiếp theo. Who does the US senator represent? Rồi, ở đây người ta hỏi là a US senator represent. Động từ represent represent mà nó có cái danh từ representative đó các anh chị representative là người đại diện đúng không còn cái động từ represent đây repre, represent represent nhớ nha là từ có 3 âm tiết nhấn vào âm tiết thứ ba là represent present represent là đại diện ở đây là who does a US senator represent là một cái thượng nghị sĩ Mỹ thì đại diện cho ai? Một thượng nghị sĩ như vậy thì đại diện cho ai? Nhà các anh chị? Rồi, ở đây vẫn là a US senator. Đang hỏi một cái US senator thôi thì đại diện cho ai? Nó câu hỏi bắt đầu bằng who. Mà who trợ động từ đưa vào để hỏi là do, do. Mà đi với who là ngôi thứ ba số ít cho nên đổi thành does. Who does, who does a US senator represent? thì cái này đã đổi thành does rồi cho nên động từ represent không cần đổi gì nữa các anh chị ha rồi mình nghe lại thử who does a U.S. senator represent 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 để coi một thượng nghị sĩ thì đại diện cho ai chúng ta nghe all people of the state all people of the state all people of the state Chúng ta không cần phải nói gì all people of the state, people of the state, không cần nha, all people of the state, nói từ từ chậm rãi, all people of the state, all people of the state. Rồi, cái chữ state, theo các anh chị lưu ý như nè, đọc kiểu này mới hay, a stay stay a, 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 rồi lúc đó, đó đưa lưỡi lên vị trí của chữ thờ xong dừng lại, state, 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 state all people of the state. State. Còn nếu không mình nói chữ state. Rơi âm thi nhẹ nhẹ xuống cũng được ha. Chữ state. Giống như mình nói United States. State. Dừng âm thi lại. Xong có mình xì ra mess. States. United States. State. States. Có nghĩa là cuối cái âm A đó chữ state đó. Nó có cái chặn hơi rất là tinh đấy. State. All people of the state như vậy thì một thượng nghị sĩ đại diện cho tất cả những người dân trong bang đó, nha. tất cả những người dân trong bang đó all people of the state, all people of the state, nha các anh chị nhớ là u s senator represent, u s senator represent đó là những cái từ khóa giúp cho mình nhận ra nhưng mà nói được nguyên câu, hiểu nguyên câu, mình nói được câu đó trả lời được câu này luôn thì quá tốt nha các anh chị, à, đừng có đừng có đi theo mẹo hiểu cặn kẽ tận nguồn gốc nó mới hay. Why do some states have more representatives than other states? Rồi. Why? Tại sao? Tại sao? Dĩ nhiên là câu hỏi W H question thì người ta thêm cái trợ động từ để hỏi Why do? Why do? Thì do là cái trợ động từ thêm vào. mà ở đây không có phân biệt là thứ ba, ngôi thứ ba số ít cho nên là người ta dùng do. Ở đây người ta dùng số nhiều cho nên ở đây dùng do không cần phải đổi thành does nha các anh chị. Why do some states? Tại sao một vài bang, một vài tiểu bang states? có âm s states why do some states states have have động từ have không cần đổi tại vì đưa trợ động từ do vào rồi trợ động từ do ở đây không cần đổi luôn là tại vì đó, some states là à, ngôi thứ ba số nhiều mà ở đây ở đây đó là đổi là đổi ở đây mà ở đây không cần đổi thì ở đây cũng vậy luôn không cần đổi why do some states have more representatives have ở đây là có nè cái bang đó có có nghĩa là cái bang đó sở hữu à, là những cái representative này nè là những cái đại biểu ở hạ viện đó các bạn là thuộc về cái bang đó cho nên mình nói là à, à, dùng động từ have ở đây là như thế có nghĩa là cái bang này có các cái thượng hạ nghị hạ nghị sĩ như thế why do some states have more representatives 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 than other states other 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 đọc dùng âm ơ nha các bạn dùng âm ơ nó giống như âm ớ trong tiếng việt vậy đó other the 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 other other states other state state dừng hơi lại một cách tinh tế states tại sao một vài bang có nhiều dân biểu có nhiều dân biểu hơn là những bang khác đây các bạn have have more Then Cái cấu trúc là như thế Have more something Something ở đây đó là danh từ Mà danh từ ở đây là representative Danh từ ở dạng số nhiều luôn Thì ở đây là danh từ nè Noun Đúng không? Have more something Something là một danh từ hay là cụm danh từ Then Something yeah. Then something hay là somebody Có nghĩa là cái cấu trúc đó là Có cái gì đó Có cái gì đó nhiều hơn có cái gì đó nhiều hơn ai là cấu trúc các bạn have something more than somebody hay là gì đó ha ở đây là như thế cho nên nhận diện cấu trúc để nghe là have something more là mình biết là người ta muốn ám chỉ đến cái việc là có cái gì đó nhiều hơn ai rồi thì những cái còn lại mình cần tập trung đó là nhiều hơn ai nhiều hơn ai thì mình nghe cái cụm này rồi ban đầu mình nói ai ai ai, ai có ai có ha thì ai có cái gì cái gì ở đây là representatives đó cho nên mình lắng nghe những cái từ đó còn cái vốn cấu trúc mình có rồi mình hiểu nghĩa của cấu trúc đó rồi thì lúc này đâu cần quan tâm đến cấu trúc nữa mình chỉ cần lắng nghe mấy cái từ đơn này nè rồi còn cái cấu trúc để hỏi đó là mình biết luôn rồi cấu trúc để hỏi wh question là mình biết nghĩa nó là gì đâu why why cái người ta dùng đến cái cấu trúc uh, have more than là mình hiểu luôn cho nên là vốn cấu trúc của bạn có được bao nhiêu? Chỉ có vốn từ thôi mà vốn từ cũng hạn chế làm sao mà nói được nha. Rồi, như vậy thì đó, tại sao? Câu hỏi là tại sao? Có một vài bang có nhiều dân biểu hơn là bang khác nha. Rồi nhớ những cái cụm như là have more representatives than other states. Rồi như vậy đó, nhớ nhận biết là more representatives Than other states thì nguyên cái cụm từ khóa như vậy đó nhưng mà tốt nhất là mình hiểu câu này luôn hiểu biết rành ở trong đầu luôn. Have more than là mình biết cái cấu trúc đó có nghĩa là có cái gì đó nhiều hơn ai. Nhờ các anh chị. Rồi tiếp theo nào? Câu trả lời cuối cùng cho câu cuối cùng luôn các anh chị. Quá hay. Because they have more people. Because they have more people. Tại vì dân trong bang đó nhiều hơn cho nên có nhiều đại biểu hơn nha các anh chị. Riêng cái bang California có đến 53 dân biểu là tại vì dân đông nha các anh chị có 53 dân biểu thì như vậy đó có những bang có nhiều à, đại biểu hơn à, khác bang khác là do bang của họ đông dân. Thì cái câu cái cách trả lời đơn giản nhất á cái cách thứ nhất mà mình chọn ở đây đó trong trong 3 cách trả lời ba cách trả lời này có cùng một cái ý thôi các anh chị chẳng qua là ba cách diễn đạt mà cách diễn đạt hay nhất là because because uh, they have more people they ở đây là ám chỉ đến là the states đúng không là những cái bang có nhiều hơn đó là they have they thì phải động từ have không cần đổi nữa uh, they have more people họ có nhiều người hơn, có nhiều dân hơn. Ý là dân số của họ đông hơn. Như vậy thì dân số họ đông hơn thì có những cách nói khác như là because they have more people là cách thứ hai này ha. Cái cách thứ nhất á nó dài hơn cho nên á là tôi không có chọn tôi chọn cái cách ngắn gọn hơn để các cô bác và các anh chị dễ trả lời. Cách thứ nhất là because of the state's population. À, các cái từ mới và rắc rối because of the state because of the state's population âm xì âm xì nhiều quá khó trả lời because they have more people nó dễ hơn nha rồi because of the state's population là vì dân số của bang đó tại sao có những bang à, đông đại biểu hơn bang khác bởi vì dân số của bang đó nói như vậy người ta cũng hiểu đó là cũng là một cách trả lời hay là cái cách thứ ba because because some states have more people some states have more people thì thôi trả lời they have more people thì hay hơn cho nên các anh chị có thể trả lời là they have more people hay là because they have more people thì đều được ha nhưng mà tôi khuyên là trả lời đầy đủ người ta viết trong ngoặc á để cho mình tùy chọn cũng được nhưng mà đó nói đầy đủ thì nó hay hơn because they have more people rồi, như vậy thì toàn bộ bài này, toàn bộ bài này có 13 câu các anh chị, 13 câu tổng cộng và mình còn hai bài nữa. Trong cái mục về hệ thống chính quyền nha Cho nên là đây là bài đầu tiên của hệ thống chính quyền Cũng là theo thứ tự câu thứ 13 đến câu 25 Các anh chị chỉ cần tra thứ tự Rồi sau này quay lại phần 1 của tôi Nó bao gồm từ câu 1 đến câu 12 Phần 2 là câu 13 đến 25 Dễ tra cứu vô cùng Có những cái giáo viên khác à, Những bạn khác làm theo kiểu mà câu ngẫu nhiên Thì mình tìm lại rất là khó học ha Rồi tôi cũng làm như thế cái mà tôi muốn các anh chị thực hiện là luyện ghi nhớ phản xạ để luyện câu câu hỏi và luyện câu trả lời luôn. Và cuối cùng đó mình chọn luyện đối đáp phản xạ để anh chi mấy hỏi câu hỏi mình trả lời câu trả lời để thực hiện tương tự như là một cái mock interview phỏng vấn thử vậy đó các anh chị để cuối cùng đó sau tất cả những cái clip của tôi các anh chị dùng công cụ này để luyện tập thì coi như mình nhuyễn luôn À, với một cái chi phí thấp nhất thì như vậy tôi mong là các anh chị vượt qua câu 13 đến câu 25 một cách tốt đẹp ha Bây giờ tôi sẽ mở cho các anh chị nghe để luyện nghe từ câu 1 cho đến câu uh, câu 13 đến câu 25 câu đầu đến câu cuối cùng nó có tiếng Anh nó có tiếng Việt cả câu hỏi lẫn câu trả lời luôn các anh chị nghe Bây giờ chúng ta bắt đầu lắng nghe name One branch or part of the government kể tên một nhánh hoặc một bộ phận của chính phủ Congress Quốc hội What stops one branch of government from becoming too powerful? Cái gì giúp ngăn ngừa một nhánh của chính phủ để nó không trở nên quá quyền lực? checks and balances kiểm soát và đối trọng lẫn nhau who is in charge of the executive branch ai chịu trách nhiệm về nhánh hành pháp the president tổng thống who makes federal laws I làm ra luật liên bang. Congress Quốc hội. What are the two parts of the US Congress? Kể tên hai bộ phận của Quốc hội Mỹ. The Senate and House of Representatives. Thượng viện, và Hạ viện. How many US senators are there? Nước Mỹ có bao nhiêu thượng nghị sĩ? 100 100 We elect a US senator for how many years? Chúng ta bầu thượng nghị sĩ mấy năm một lần? 6 so, who is one of your state's U.S. senators now? Kể tên một thượng nghị sĩ hiện nay đang đại diện cho tiểu bang của bạn. Go to senate.gov. The House of Representatives has how many voting members? Hạ viện có bao nhiêu thành viên biểu quyết? 435 435 We elect a U.S. representative for how many years? Chúng ta bầu cử dân biểu mấy năm một lần? Two Hai Name your US representative. Kể tên một dân biểu ở tiểu bang của bạn. Go to house.gov. Who does a US senator represent? Một thượng nghị sĩ Mỹ đại diện cho ai? All people of the state. tất cả người dân của bang Why do some states have more representatives than other states? Tại sao một vài tiểu bang có nhiều dân biểu hơn các tiểu bang khác? Because they have more people. Vì tiểu bang đó đông dân hơn.